Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình học Phật pháp online, bộ môn Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Thưa quý vị, chúng ta đã học tới đoạn mà Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến để hộ niệm cho trưởng giả cấp cô độc, và đã giúp cho ông vượt qua để chứng được thánh quả ngay ở trong cái lúc hấp hối. Và đây là một cái bản kinh mà phải nói là rất là hay và thiết thực, rất là phù hợp với lại các vị lớn tuổi. Chúng ta hãy học những điều mà Ngài Xá Lợi Phất đã chỉ dạy, đã hướng dẫn cho các cô độc quán tưởng về 18 giới, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sinh ra những cái sự tương tác, ý nghĩ của sáu căn tương tác với sáu trần đó và sinh ra sáu thức đó. Thì giữa những tất cả các yếu tố này, chúng tôi đã nói quý vị học thuộc những cái câu đó là: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Chắc có lẽ là quý vị bây giờ vẫn còn nhớ ha. Thế thì chúng ta tiếp tục học về những phần kế tiếp, đó là chiến tranh xảy ra giữa hai quốc gia Ma Kiệt Đà và Kosala, tức là Kiều Tát La. Mùa an cư thứ 38 vừa chấm dứt thì các vị khất sĩ chưa kịp lên đường để đi hoằng pháp thì chiến tranh nổ ra giữa hai xứ Ma Kiệt Đà và Kiều Tát La. Đại binh của Ma Kiệt Đà là vua A Xà Thế đích thân lãnh đạo đã vượt sông Hằng vào lãnh thổ của Kosala, tức là Kiều Tát La. Bên xứ Kiều Tát La đó thì vua Ba Tư Nặc cũng là thân hành để mà điều binh ra nghênh chiến. Thế thì đây là cái cuộc đánh nhau của hai vị, đó là cháu và ông cậu, tức là A Xà Thế bây giờ là cháu và vua Ba Tư Nặc á chính là cậu ruột của mình. Tức là việc binh cấp bách cho nên đức vua không có thể đến để mà từ giả đức Phật và nhờ thái tử Kỳ Đà đến để gặp Phật và trình bày cái việc này. Phật đã từng được thông báo rằng sau khi nghe tin A Xà Thế mưu sát vua cha, tức là Bình Sa Vương á, để mà lên ngôi, thì vua Ba Tư Nặc đã tỏ ra cái ý phản đối bằng cách là lấy lại những cái khu làng của cái xứ Kashi, tức là hôm bữa chúng ta đã nói là đây là cái xứ sở mà dệt vải đó rất là nổi tiếng, mà ngày xưa vua cha của vua Ba Tư Nặc đã tặng cho vua cha của A Xà Thế, đó là Bình Sa Vương, như là một cái của hồi môn của người con gái của mình, tức là Vi Đề Hy. Vi Đề Hy tức là vợ của Binh Bi Sara, là em ruột của Ba Tư Nặc. Làng này đã đem lại cho xứ Ma Kiệt Đà mỗi năm với một số tiền thuế trị giá là 100.000 đồng tiền vàng. Thế thì vua A Xà Thế lên ngôi và muốn củng cố cái uy thế của mình, cho nên là mới xua quân để mà mở rộng cái bờ cõi. Ngài Xá Lợi Phất được thông báo là tất cả các vị khất sĩ đó ở cái chỗ nào của mình đó, thì nên ở cái chỗ đó và đừng có đi hoằng pháp trong cái lúc mà chiến sự xảy ra giữa hai bên.
Cho nên là các vị đó bây giờ cũng ở những cái chỗ của mình và tu tập ở những chỗ đó mà không có đi hoằng pháp, giống như mỗi lần là mỗi người đi ra một chỗ nữa. 2 tháng sau thì dân chúng kinh hoàng khi nghe tin là binh tướng của Kiều Tát La đã thất trận 3 lần ở tại Kashi. Tức là binh tướng của cậu đó, tức là của đức vua Bimbisara đó, đã thất trận với một ông vua cháu. Vua Ba Tư Nặc chứ không phải Bimbisara. Thì vua Ba Tư Nặc và các tướng lĩnh phải rút binh để chạy về xá vệ. Lúc bấy giờ thì có một vị binh tướng của đức vua A Xà Thế đuổi theo ngày đêm nhưng mà cũng không có phá được cái thành đó. Sau đó đó thì nhờ một cái vị tướng áp dụng cái chiến thuật của trưởng lão Tích Xa, tức là một vị này là một vị đã có sự tu tập và thông tuệ mà ngày hôm nay chúng ta hay nói là các vị tu đã trở thành những cái vị quân sư đó, thì ngày xưa cũng vậy, nhờ cái sự hiến kế của cái vị trưởng lão này mà đã giúp cho một vị hướng dẫn ở trong binh binh sĩ của mình đã tìm cách và mai phục được mà triệt tiêu được cái con đường mà A Xà Thế cũng như là binh lính của mình đang đuổi theo. Đó chính là phối hợp với các cái viện binh ở các nơi để mà bày trận mà dụ cái binh lính của A Xà Thế lúc mà truy sát đi vào trong cái chỗ hiểm địa có quân mai phục, và thế là đã đánh tan được binh lính của A Xà Thế, và vua A Xà Thế cùng với các tướng soái đó đều bị bắt sống với hơn 1 vạn tù binh. Số binh lính còn lại hoặc là chết hoặc là bỏ chạy. Ngoài ra quân đội của Kosala còn chiếm được rất là nhiều voi, ngựa, xe của phía bên địch. Chiến tranh kéo dài hơn 6 tháng. Dân chúng của Vesali đã được lệnh tổ chức ăn mừng thắng trận. Sau đó thì thu xếp công việc của binh và triều chính xong rồi thì vua Ba Tư Nặc đến thăm Phật, đảnh lễ Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng. Vua kể cho Phật nghe cái sự gian nan của chinh chiến và vua nói rằng chính A Xà Thế đã gây ra chiến tranh cho nên ngài phải chiến đấu để mà tự vệ. Chứ thật ra vua Ba Tư Nặc là một trong những người Phật tử rất là thuần thành, giống như vua cha của A Xà Thế, tức là Bình Sa Vương, cũng là người Phật tử thuần thành, cho nên không có bao giờ mà rắc cái tâm để mà gây chiến, để tạo nên cái sự lầm than cơ cực cho dân chúng của mình. Thế thì khi mà đảnh lễ Đức Thế Tôn á, thì vua mới bạch như thế này: bạch Đức Thế Tôn, A Xà Thế dù sao cũng là cháu, gọi trẫm bằng cậu ruột. Trẫm không có nỡ giết, cũng không nỡ bỏ nó vào chốn lao tù. Xin Đức Thế Tôn chỉ cho trẫm phải giải quyết cái cách này như thế nào. Thế thì Đức Phật chỉ dạy là xung quanh đại vương có rất nhiều quan tướng và bạn hữu trung thành, đại vương nên đại vương thắng trận này thì không có gì là lạ, nhưng mà xung quanh A Xà Thế có rất nhiều phần tử xấu. Vì vậy mà A Xà Thế đã đi lầm đường lạc nẻo, triều đình rối ren, quan quân và dân chúng đã mất niềm tin cho nên phải thất bại. Thế thì đây là lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy, thì chúng ta biết một điều là khi nào mà ở trong cuộc sống này chúng ta ở trong một cái quốc gia mà quốc gia đó từ trên xuống dưới, hay là những thần dân ở trong cái quốc gia đó mà không có một lòng với lại những cái người lãnh đạo hay là những tổ chức đảng phái lãnh đạo, thì quốc gia đó sẽ loạn và không có đưa đến cái sự an lành hay là hạnh phúc hay là an cư lạc nghiệp của dân chúng. Cho nên tất yếu phải có một cái sự đồng lòng, người lãnh đạo phải là một người có trách nhiệm và bổn phận chăm lo cho con dân của mình ở trong cái quốc gia đó. Cho nên nếu như một triều đình
hay là nếu như một quan quân, nếu như một người lãnh đạo hay là một tập thể lãnh đạo mà xung quanh những người đó toàn là những kẻ xấu, những kẻ ác, thì tất yếu sẽ dẫn đến một sự mai một nhanh chóng. Thế thì Như Lai đề nghị đại vương là nên lấy lễ tiếp đãi quốc vương Ma Kiệt Đà đúng theo các cung cách của một ông vua đối xử với một ông vua. Thế thì ở đây, trong khi đó A Xà Thế đó, đáng lý ra nếu như mà lấy cái tâm ác giống như A Xà Thế đó, thì có thể là đức vua Ba Tư Nặc này đã có thể giết hoặc đã có thể bỏ tù. Vì vào cái thời lúc bấy giờ thì chúng ta biết là cái sự tranh ngôi á, đoạt vị á, của các cái vị vua mà trong cái dòng tộc của mình á, nó xảy ra rất là thường xuyên. Nếu như mà không khéo thì có thể là A Xà Thế sẵn sàng giết cậu của mình để mà có thể đoạt luôn cả cái vương triều của cái quốc gia Kiều Tác La luôn. Nhưng mà ở đây với cái sự đề nghị của Đức Như Lai thì vua Ba Tư Nặc đã làm một cách rất là đúng và long trọng. Thì chúng ta nghe tiếp: nhưng mà đại vương phải có cái thì giờ để mà dạy dỗ cho A Xà Thế như là dạy một người cháu ruột của mình. Đại vương hãy nhấn mạnh đến cái sự cần thiết của những người bạn tốt, những phần tử trung kiên, và cuối cùng đại vương có thể đặt yến tiệc ha, để mà tiễn đưa của cho cái vua Ma Kiệt Đà này để về nước. Sự bình an của trăm họ là tùy thuộc vào sự khéo léo của đại vương. Thế thì Đức Phật cũng nhắn gửi một cái điều sau cùng, đó là hãy lấy cái sự an nguy của trăm họ, của những người dân của đất nước Ma Kiệt Đà và đất nước Kiều Tác La, lấy cái đó làm chính. Cho nên không phải là chỉ có một cái thời gian ngắn của ngai vàng của đức vua không, mà còn lâu dài về sau nữa, làm như thế nào để tạo một cái mối gắn kết, một cái sự qua lại giữa hai cái quốc gia này một cách tốt đẹp, thì cái đó mới là giải pháp lâu dài. Thế thì chúng ta coi thử coi là đức vua cậu, tức là Ba Tư Nặc này đã làm như thế nào. Rồi Phật đã cho gọi một cái vị khất sĩ trẻ tuổi Silava đến để giới thiệu với lại vua Ba Tư Nặc. Vị khất sĩ này là em cùng cha khác mẹ với lại A Xà Thế, tư chất thông minh, 16 tuổi ông đã được theo học với lại ngài Mục Kiền Liên. Đến năm 20 tuổi thì ông xin xuất gia với ngài và đã trở thành đệ tử Lỗi Lạc. Sau biến cố ở tại thủ đô Ragia thì ông đã được ngài đem về tinh xá kỳ viên để mà tu học. Vua Ba Tư Nặc đã thăm hỏi đại đức Silava về tình trạng của hoàng gia ở Ragia, và đại đức đã cung kính nói cho vua nghe về những gì đã mắt thấy tai nghe ở trong hoàng cung. Đại đức đã cho biết là năm ngoái đã có một người ở từ thủ đô Ma Kiệt Đà tới đây với sứ mạng là ám sát đại đức, tức là giết người để mà diệt khẩu đó. Nhưng mà đại đức đã cải hóa được người ấy và độ cho người ấy cũng xuất gia luôn. Thế thì giống như thể là vua A Xà Thế với lại Đề Bà Đạt Đa đã rắc tâm mưu sát, tàn sát hết tất cả những cái người nào mà có cái nguy cơ để có thể trở về phục thù để mà giết A Xà Thế hay là giết Đề Bà Đạt Đa. Những người trong hoàng tộc là đều phải bị trừ khử hết để mà trừ cái hậu họa sau này. Thế thì đây là một cái người mà xuất thân từ là em cùng cha khác mẹ, cho nên cũng dính vào trong cái chuyện là sẽ trừ khử. Thế rồi ngài đã hóa trang để mà xuất gia, và hiện tại thì vị kia đang tu học ở trung tâm thành phố này không xa.
Vua Ba Tư Nặc đã lạy tạ Đức Phật rồi trở về cung. Vua A Xà Thế sau đó đã được trả tự do về nước và được vua Ba Tư Nặc gả công chúa Vajira và hứa sẽ trả lại cái làng Kashi như là trước, như là vua cha của mình đã ban tặng. Rồi từ đó mà lấy cái tình thương xóa bỏ hận thù, đã theo lời của Đức Phật dạy. Và lúc bấy giờ thì vua A Xà Thế là cháu ruột, vừa là con rể của ngài. Thế thì chúng ta thấy ở đây có một cái sự loạn luân mà bây giờ chúng ta có thể nói theo cái nghĩa của hiện tại, đó là lấy con của mình đi gả cho cháu ruột của mình. Thì bây giờ thì đương nhiên là chúng ta không có bằng lòng với lại cái khía cạnh này. Nhưng mà vào thời phong kiến, vào cái thời của các vị vua để có thể giữ ngôi giữ quyền, tạo có mối thông gia, thì các vị đó làm như thế này. Cho nên đây là một cái điều mà xảy ra rất là thường ở trong cái đất nước Ấn Độ cổ đại ngày xưa. Ngay cả vua Tịnh Phạn thì cũng đã lấy hai chị em ruột. Như thế thì chúng ta có thể không có gì mà ngỡ ngàng ở những khía cạnh như thế này. Và cả cái triều vua cha, tức là vua ông nội của Đức Thế Tôn cũng như vậy luôn. Cho nên đó là một cái chuyện hết sức là bình thường ha. Đến mùa hạ thứ 39 ở tại Kỳ Viên. Thế thì chiến tranh kết thúc, những cái tàn tích đau thương do chiến tranh gây ra còn ảnh hưởng sâu đậm. Cho nên là các vị khất sĩ đó, bây giờ mới là cái lúc mà các vị đó đi hoằng pháp để mà xoa dịu cái vết thương chiến tranh đau đớn và khuyến nhủ tất cả những người đó để mà làm lành, để lánh dữ, để không có tạo cái sự khổ đau cho chính mình và cho những người xung quanh nữa. Thì cái trách nhiệm hoằng pháp của các vị ở nơi đây, chúng ta thấy ngoài cái việc là giúp cho họ thấy rõ được cái con đường tu tập để mà vượt thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi miên viễn, mà còn là ở nơi hiện tại này làm như thế nào để mà có thể quên đi cái ký ức của chiến tranh. Bao giờ cũng vậy, chiến tranh dẫu cho có ngắn có dài thì nó cũng gây ra một cái sự đổ vỡ và tan tác. Không có bao giờ chiến tranh mà mang lại niềm vui cho ai hết, bất kể là kẻ chiến hay là kẻ bại, đều mang đến những cái sự đau thương mất mát ở một khía cạnh nào đó. Cho nên cái vai trò của tất cả những cái vị tăng sĩ hoằng pháp lúc bấy giờ giống như là người mà đem đến một cái tia ánh sáng, duy trì cái phạm hạnh, cái đạo đức của xã hội lúc bấy giờ là rất là cần thiết, là những người mẫu mực của xã hội để mà gìn giữ cái nếp sống tâm linh của những vị dân chúng ở trong quốc gia. Mùa hạ thứ 40 ở tại Kỳ Viên, Đức vua Ba Tư Nặc đã truyền lệnh cho xây một cái tinh xá mới cho giáo đoàn khất sĩ ở tại thủ đô Xá Vệ. Tinh xá này được mang tên là Yarak Karama, và Đức Phật đã ở đây liên tiếp trong 2 năm để giáo hóa ở các nơi ở trong xứ này. Trong thời gian ở đây á, thì tại thủ đô Ragia, thủ đô của nước Ma Kiệt Đà đó, thì Đề Bà Đạt Đa không còn được vua A Xà Thế kính nể nữa. Và trong số hơn 100 vị khất sĩ ở với lại thượng tọa Đề Bà Đạt Đa đó, thì đã có 80 vị đã bỏ thượng tọa để trở về lại giáo đoàn ở tinh xá Trúc Lâm. Đề Bà Đạt Đa ngày càng bị cô lập và thầy bị bệnh nằm liệt ở trên núi Tượng Đầu suốt 9 tháng không đi đâu được. Thế thì chúng ta biết là cái sanh già bệnh chết, cái sự hao mòn của thân xác, dẫu cho chúng ta có thế nào thì cho đến một ngày chúng ta cũng tàn lụi như thế. Kể cả kẻ ác lẫn người thiện đều không thể qua khỏi cái ngưỡng cửa của sanh già bệnh chết. Khi mà chúng ta còn mạnh khỏe, chúng ta hơn thua với người nọ người kia, giành giật cái này cái nọ, danh phận địa vị tốt xấu quyền uy vân vân. Nhưng cho đến khi cái thân này rệu rã rồi á, thì tự thân của chúng ta cũng không thể chiến thắng nổi mình.
Cho nên dầu tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình, chiến công ấy vô địch. Chỉ có chiến thắng chính bản thân ta đây, đó mới là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng những cái lòng tham, chiến thắng nỗi sợ hãi, vân vân. Thì những cái loại chiến thắng này để mà tự thân ta biết được rằng hạnh phúc và khổ đau đó từ nơi ở đây mà nó xác lập, và từ nơi ở đây nó mới có cái sự hạnh phúc, và từ nơi đây nó có cái sự khổ đau. Cho nên để có thể có được cái hạnh phúc thì hẳn nhiên khổ đau chỗ này gốc rễ của nó phải mai một đi cái đã. Cho nên trên con đường tu tập á, không phải là tu ở đâu mới có được an lạc hạnh phúc, không phải tu ở đâu mới có thể làm được việc lợi mình lợi người. Mà nếu mà chúng ta có cái ý tưởng ở trong lòng của mình, có một cái ý hướng được xây dựng từ ở bên trong, thì chúng ta ở đâu, không gian nào, thời gian nào, trong một cái hoàn cảnh quốc độ như thế nào, thì chúng ta không bằng phương tiện này thì cũng bằng phương tiện khác. Với tấm lòng và với cái tâm dâng hiến phục vụ, chúng ta đều có thể đem hết tất cả những cái mà chúng ta có để ra mà dâng hiến. Dẫu là cái chúng ta có đó đối với người khác thì nó không ra chi, nó không ra gì, nó không bằng ai, nhưng mà có thể là nó là tất cả những cái sự cố gắng của mình. Nó có thể là không có giá trị đối với một người nào đó, nhưng đối với những người khác thì có thể là nó có giá trị. Cho nên chúng ta đừng có so đo phân bì, và đừng có chờ đợi cho đến một lúc nào đó chúng ta phải có cái gì rồi, phải thành danh rồi, phải giàu có sang trọng rồi, phải đủ ăn đủ mặc dư giả rồi, hay là chúng ta phải retire rồi, phải có thời gian nhiều rồi thì chúng ta mới làm. Đôi khi khi mà những cái đó nó đáp ứng ra đó, nó có được đó, thì mình lại có nhiều cái vấn nạn khác nó xảy ra trên thân, trên tâm. Hay là chúng ta tuổi già nó tới nè, nhuệ khí của mình nó mất đi nè, những cái tinh thần để phục vụ, để phụng sự đó, nó mai một, hoặc nó không còn hứng thú, không còn thích thú nữa, thì chúng ta rất khó để có thể thực hiện cái hoài bão của mình. Cho nên xin thưa quý vị là hãy cố gắng mỗi ngày hãy dành ra một ít thời gian để cho chúng ta làm cái công tác tư tưởng cho chính bản thân mình. Đó chính là xây dựng cái đời sống tâm linh của chúng ta. Tự bản thân mình hãy xây dựng lấy chính mình. Không ai xây dựng cho mình được hết á. Những cái nỗi khổ niềm đau hay là những điều an lạc và hạnh phúc á, nó luôn luôn nó tồn tại xung quanh, ở mỗi một thời gian, ở mỗi một không gian, và ở bất cứ một cái sự tương tác nào với người mình thương hay với người mình ghét, nó đều xảy ra những cung bậc này như nhau hết. Cho nên chúng ta không lựa chọn đối tượng bên ngoài, mà chúng ta hãy lựa chọn những cái nằm ở ngay trong chính tự thân của ta, và làm chủ mọi cái cung bậc của sự tiếp xúc đó. Thì lúc bấy giờ đây, chúng ta sẽ rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Đi chỗ nào mình cũng có được cái năng lượng an lạc để cống hiến, và mình cũng không có làm tất cả những cái việc gì mà nó mang đến cái sự khổ đau cho người nọ người kia. Thế thì trong cái hoàn cảnh mà khổ đau như vậy đó, thì rõ ràng là Đề Bà Đạt Đa rất là cô đơn. Từ ngày mà chấm dứt chiến tranh giữa hai nước Kosala và Ma Kiệt Đà, vua A Xà Thế cũng không còn gặp gỡ Thượng tọa Đề Bà Đạt Đa, và cũng không có liên lạc với giáo đoàn khất sĩ của Phật ở tại Trúc Lâm. Tại vì đối với lại A Xà Thế đó, là một cái vị vua, dù gì thì nó có cái ngang tàn và nó có cái ngạo nghễ của một vị vua. Dẫu là vị vua đó có thuần như thế nào, nhưng mà đã là một vị vua, mà vị vua của thời phong kiến đứng trên thiên hạ nữa, cái quyền sinh sát nằm trong tay của mình, mà lại là một vị vua trẻ, cho nên cái máu hiếu thắng cũng như là cái ngã của mình á, cái tự cao tự đại của mình á, nó còn trong ông ta nhiều lắm, dẫu là ông ta thất trận.
Cho nên đối với lại là những cái vị tăng sĩ mà ngày xưa thân cận với lại vua cha của mình, là thầy của vua cha của mình, thì bây giờ A Xà Thế giống như rút vào ở trong cái phạm vi là vua của một đất nước thôi, chứ ông ta không có lựa chọn cái con đường tâm linh. Tuy nhiên đối với lại xã hội lúc bấy giờ thì cái đạo Bà La Môn á, là cái đạo truyền thống của dân tộc Ấn Độ. Cho nên vua A Xà Thế cũng thường xuyên là tham khảo ý kiến hoặc là mời những cái vị giáo sĩ của Bà La Môn giáo về để tham vấn, để hỏi chuyện, để mà xây dựng cho ông ta một cái niềm tin nào đó, nhưng mà tất cả không đưa đến cái sự an lạc đích thực cho đức vua. Vua chỉ thân cận với những vị lãnh đạo của các giáo phái khác. Tuy vậy thì các vị khất sĩ vẫn được hành đạo một cách yên ổn, tại vì vua A Xà Thế biết là các vị tu sĩ của Phật, đệ tử của Phật, những vị sa môn đệ tử Phật là những vị rất là thuần và rất là lành thiện, chứ không có cái gian ác giống như là cái mưu đồ của Đề Bà Đạt Đa. Và A Xà Thế biết chắc cái điều đó. Dân chúng cũng như các vị khất sĩ ở tại Linh Thứ và Trúc Lâm rất mong được Phật trở về, và y sĩ Kỳ Bà cũng rất là tha thiết được điều đó. Thế thì Đức Phật bây giờ đây dạy cho Đức Vua Ba Tư Nặc chấn chỉnh lại cái tư pháp và cái nền kinh tế sau chiến tranh. Sau mùa An Cư thì Hoàng hậu Mạc Lợi của xứ Cô Sa La từ trần. Vua Ba Tư Nặc buồn quá đến thăm Phật để tìm lại cái nguồn an ủi. Hoàng hậu Mạc Lợi là chị ruột của vua Bimbisara, là người bạn đời xứng đáng của vua Ba Tư Nặc, rất được vua yêu thương hết lòng. Hoàng hậu là người thuần kính theo Phật, thông minh, sáng suốt, thông hiểu giáo pháp một cách sâu xa. Chính bà đã can gián cho vua để mà bỏ đi cái lệ là sát hại thú vật để mà cúng với thần linh, hướng dẫn cho vua theo đạo giác ngộ của Phật. Thế thì đây vừa là một người vợ, mà chúng ta cũng có thể nói lại là vừa là một người thầy đầu tiên, nhờ bà mà Đức Vua Ba Tư Nặc mới biết Đức Thế Tôn và trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn để tu tập dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, mà trở thành một vị vua lành thiện, lấy cái gốc đạo đức để mà xây dựng đời sống của mình cũng như là đời sống của dân chúng. Tuy nhiên thì chúng ta thấy đó, dẫu là thương vợ, dẫu là rất là kính trọng, nhưng mà Đức Vua cũng không phải là chỉ có một mình hoàng hậu là vợ đâu, mà có tới hai bà lận. Thì đó là chúng ta cũng thấy là bình thường cái đời sống của vua quan phong kiến ngày xưa. Đau khổ vì bị mất người bạn đời yêu quý đã từng chia sẻ buồn vui với mình trên 50 năm, vua đã tìm đến Phật, ngồi im lặng bên Phật. Vua cảm thấy cái tâm hồn của mình nó bình an trở lại. Sau khi an ủi vua bằng cách nhắc nhở cuộc đời là vô thường, sầu khổ là có hại, Đức Phật khuyên vua nên dành cái thời giờ vào việc tu tập thiền quán. Lúc tuổi già nên cố gắng sống theo chánh pháp để làm cái nhân lành cho kiếp sau. Chúng ta nghe một câu này ha, và bây giờ chúng ta cũng phải nghĩ tới cái chuyện này. Các vị nghe pháp ở đây thường là các vị lớn tuổi, cho nên chúng ta hãy lấy cái câu này như là một cái câu khuyên nhủ của Đức Phật. Lúc mà tuổi đã về già rồi á, thì cố gắng sống theo chánh pháp để làm cái nhân lành cho kiếp sau. Cố Hòa Thượng Thích Đổng Minh, ngài đã từng dạy lớp của sư phụ của chúng tôi một câu, đó là còn nhỏ thì học chết bỏ, lớn lên thì làm việc chết bỏ,
và về già là tu chết bỏ. Thế thì thể hiện một cái tinh thần của một vị mà rất là thiện thể ở trong cuộc đời của mình. Ở lứa tuổi đi học, ở lứa tuổi học hành thì phải tập chú vào đó, tập trung vào đó để không bỏ phí cái thời gian đó. Và khi đã đến tuổi làm việc rồi phải sốc vác, phải gánh trên vai của mình trách nhiệm và bổn phận, không được đùn đẩy cho ai. Và cho đến khi tuổi đã về già rồi đó thì không được tham quyền hay cố vị hay là gì gì đi nữa. Mà tới lúc đó rồi á, là hãy tập trung vào cái việc để mà tu tập, để mà xả bỏ cái thân này, để mà tiếp tục con đường của duyên nghiệp của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy á, đến cái lúc tuổi già rồi phải cố gắng mà tu. Nói như vậy không có nghĩa là tuổi trẻ thì không tu. Lâm khắc cuộc tỉnh hề vi đó, tảo bất dự tu và niên vãng thì đa chưa quá cửu. Lúc mà khát nước rồi đó mới đi đào giếng thì có ích chi. Tuổi trẻ mà không lo, đợi tới khi già rồi lo đó thì nó trễ mất rồi. Cho nên chúng ta thấy chắc chắn rằng nếu mà chúng ta đã bỏ qua cái thời gian của tuổi trẻ và bây giờ cái tuổi già nó đến, thì bây giờ phải cần tu như là cứu lửa cháy đầu, tu một cách gấp rút, giống như là cứu cái lửa nó đang cháy ở trên đầu của mình. Khi mà lửa cháy trên đầu thì chúng ta liền lập tức mà dập tắt nó, chứ không cần phải nghĩ ngợi ôi lấy cái gì để mà dập lửa. Lúc bấy giờ tay không cũng dập lửa được nữa, tại vì cái đầu của mình nó quan trọng hơn đôi tay. Cho nên là chúng ta để cái đầu nó cháy thì đôi tay cũng tiêu thôi. Cho nên bây giờ là không có phải suy nghĩ, mà đó như là một cái điều, một cái sự phản ứng mau lẹ nhất có thể. Bất cứ cái gì chúng ta có trong tay, lúc bấy giờ đây cũng cố gắng mà dập cái lửa trên đầu của mình. Thế thì cái việc tu của người già cũng như vậy đó. Bao nhiêu hơn thua, tốt xấu, được mất, buồn vui, thương ghét, đố kỵ tị hiềm gì đó, đối với lại cái đời này á, thì tới bây giờ rồi đó thì nó đầy đủ hết trơn rồi, không thiếu miếng nào hết đó. Nếu mà đã giàu thì cũng đã giàu rồi, nếu đã nghèo thì cũng đã nghèo rồi. Cho nên bây giờ không có hà tất gì mà phải đi tìm kiếm để mà làm cái gì trong cuộc đời này nữa hết á. Với cái giờ đây á, là sức khỏe còn bấy nhiêu đó thôi, thời gian còn bấy nhiêu đó thôi, và ăn được bao nhiêu, xài được bao nhiêu, sống được bao nhiêu thời gian nữa. Mà nếu như bây giờ không có chuẩn bị cho cái tâm lý của mình hay là cái đời sống của mình cho nó được thanh thản, nó được nhẹ nhàng, thì còn đợi lúc nào chúng ta mới có thể có được sự thanh thản nhẹ nhàng trong trong cái tuổi già. Cái tuổi già là cái tuổi bao nhiêu? Xin thưa quý vị, ở trên cái đất nước này khoảng 65 tuổi là người ta đã không có sử dụng mình rồi. Vì cái tuổi đó đó, người ta quan niệm nó là lão lai tài tận. Có nghĩa là cái tuổi già mà nó đến á, thì cái tài của con người ta, cái sức của con người ta, cái độ minh mẫn của con người ta nó đã hết rồi. Và đến bây giờ đây người ta không dùng tới nữa, mà người ta thay thế bởi một lớp người khác trẻ hơn. Thế thì đến cái lứa tuổi đó, nếu mà các vị nào ở trong cái độ tuổi đó mà chúng ta khỏe khoắn, khỏe mạnh bình thường, thì cái đó là phước báu của mình rồi đó. Chứ còn mà xã hội nông nghiệp, chứ là xã hội của Ấn Độ cổ xưa đây á, thì cái lứa tuổi mà ở độ 60, 70 là cái lứa tuổi mà đã quá là bệ rạc lắm rồi. Tại vì những cái điều kiện của đời sống, cách ăn uống, cách sống ở trong cái xã hội cổ xưa đó nó không có được tốt như bây giờ, cho nên cái thọ mạng của con người ta nó cũng ngắn hơn đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy đến lúc tuổi già phải cố gắng sống đúng với chánh pháp để làm cái nhân lành cho kiếp sau. Tại sao mà phải nói là làm cái nhân lành cho kiếp sau? Tại vì ở cái kiếp này của người ta đã rệu hết rồi, cái khoảng thời gian mà họ đã tích tạo cái, có thể là cái hạt nhân xấu của cái đời sống của họ nó đã qua qua hết 3/4 rồi. Bây giờ chỉ còn có 1/4 ít hơn nữa thôi là hết.
Cho nên cố gắng còn một chút xíu đó, hãy tạo cái hạt giống lành để cho chúng ta tiếp tục trên cái con đường thiên di. Chứ đừng có suy nghĩ phải làm cái này cho con, phải làm cái kia cho cháu. Và nếu như ai mà có cha có mẹ của mình ở cái độ tuổi này rồi á, thì đừng có phải là bắt cha mẹ phải như thế nào đối với mình, phải có trách nhiệm bổn phận gì đó nhiều hơn nữa đối với mình hay là với con với cháu của mình, mà chúng ta hãy nghĩ là để có thể báo đáp cái ân đức của cha của mẹ mình đó, của ông bà mình đó, thì chúng ta hãy tạo nên cái sự thanh thản nào đó cho ông bà cha mẹ của mình ở cái tuổi này, để các vị đó có đủ cái thời gian để mà tận hưởng cái cuộc sống một chút. Thứ hai nữa là có cái sự tu tập thời gian cho cá nhân của mình. Đó chính là cái điều mà chúng ta có thể làm được ở cái lúc mà chúng ta còn có cha, còn có mẹ, mà muốn báo đáp một phần nào cái ân đức sinh thành và dưỡng dục ở trong cuộc đời này đây. Thế thì ở nơi đây các vị cố gắng ha. Và đương nhiên rồi, không phải đợi tới tuổi già mới tu. Trẻ thì càng tu thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái đời sống của mình nó thanh thản nhẹ nhàng thôi chứ không gì hết. Đức Phật khuyên vua nên tìm cách cải tổ cái guồng máy tư pháp và kinh tế để mang đến cái đời sống an vui và hạnh phúc cho dân. Chúng ta thấy là trong cái đất nước phong kiến như vậy, vua là đỉnh cao rồi, không có ai mà qua khỏi vua đó. Vua là kính di viễn chi thôi, dân chúng là chỉ có đứng xa mà nhìn thôi chứ không có dám đụng tới, không có dám tới gần. Cho nên là bất khả xâm phạm, không thể được nói gì mà cũng không thể được đụng gì tới. Cho nên ở nơi đây á, Đức Phật chỉ dạy cho Đức Vua cái hệ thống tư pháp và phải biết làm kinh tế để giúp cho dân như thế nào đó. Đó là một cái tư tưởng mà rất là tiến bộ của Đức Thế Tôn. Và nếu mà chúng ta thấy á, nếu như bây giờ có một cái vị nào lãnh đạo quốc gia mà có cái hệ thống tư pháp một cách rõ ràng và có cái sự củng cố về kinh tế cho dân chúng của họ một cách cơm no áo ấm, thì vị đó rất xứng đáng để chúng ta có thể đưa vị đó để làm việc cho mình, cho dân của mình, cho quốc gia của mình. Cho nên ở nơi đây qua cái câu nói của Đức Thế Tôn thì chúng ta cũng thấy được rằng mình hành xử trong cuộc sống này nó cũng cần phải như vậy. Phật nói những cái hình phạt như là đánh đập, tra tấn, giam cầm, tử hình không phải là những biện pháp hữu hiệu nhất để mà ngăn ngừa trộm cướp. Đó, những cái hình phạt chúng ta đưa ra, tra tấn, giam cầm hay là tử hình, tức là bỏ tù vân vân, thì đó không phải là cái cách hay nhất mà để chúng ta có thể ngăn cản cho quốc gia, con dân của mình ở trong quốc gia đó hay những thần dân của mình ở trong quốc gia đó mà họ không có vi phạm. Như vậy thì cái phương cách nào để chúng ta có thể hạn chế những cái bạo động ở trong xã hội có thể xảy ra, những cái nạn trộm cướp, đánh đập hay là băng đảng ở trong cái xã hội bằng cách nào đây? Thì ở đây chúng ta thấy cái giải pháp của Đức Phật như thế này. Gặp thời mà đói kém, loạn lạc, trộm cướp, bạo động tự nhiên sẽ gia tăng. Nếu như ở một cái quốc gia, ở một xã hội hay ở một cái chỗ nào đó mà bây giờ đây người ta không có một cái biện pháp nào hết để mà cải thiện cuộc sống, người nào cũng đói, người nào cũng khổ, người nào cũng thiếu thốn cái này, cũng thiếu thốn cái kia, thì đương nhiên là lúc bấy giờ đây họ sẽ tìm cách lấy của người này, lấy của người khác. Thế thì trộm cướp xảy ra. Mà khi trộm cướp xảy ra rồi thì nếu mà họ bắt được trộm cướp mà lấy của mình thì họ sẽ đánh, sẽ đập, rồi sẽ hận thù, rồi sẽ băng đảng, rồi sẽ bảo kê nhóm này nhóm kia. Nói chung là từ nơi cái đời sống nghèo khổ thiếu thốn, không được chăm lo một cách đầy đủ, không có cái đời sống một cách vừa đủ cho họ, thì có những cái phương cách như thế này. Cho nên cái người mà cầm quyền, nhà cầm quyền cần phải có chính sách kinh tế hợp thời để mà an dân, như là giảm thuế nè, giúp thực phẩm nè, lúa giống nè, phân bón nè cho nông dân nghèo, góp vốn cho các nhà buôn, tăng lương cho các công chức, vân vân và vân vân.
Chúng ta thấy đây là một cái chính sách mà Đức Thế Tôn đã giúp cho Đức Vua Ba Tư Nặc để mà củng cố lại sau cái chiến tranh. Vậy thì phải nói là một cái tư tưởng xây dựng quốc gia mà chúng ta biết đó, trước khi mà Đức Thế Tôn, trước khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu đó, Ngài là một Thái tử, Ngài học hết để mà chuẩn bị cho một vị vua sau này mà. Cho nên Ngài đã nắm vững hết tất cả những cái phương pháp như thế nào để mà ổn định quốc gia, để phát triển xã hội, để mà an lòng dân. Cho nên Ngài rất là rõ, ngoài cái việc được học rồi á, thì Ngài là một vị Phật chánh biến tri mà, minh hạnh túc mà. Cho nên là Ngài rõ ràng là Ngài biết hết tất cả và cái gì tốt đẹp nhất. Mà các vị thấy cái điều mà nó đặc biệt ở đây đó là ở trong cái xã hội phong kiến vua chúa, chứ không phải là xã hội của dân chủ như ngày hôm nay chúng ta có. Nhưng mà những điều mà Đức Thế Tôn chỉ dạy, các vị thấy có đúng với lại cái ngày hôm nay mà chúng ta đang sống trên đất Mỹ không? Một cái đất nước mà nó tự do, một cái đất nước tư bản, chính phủ phải giảm thuế cho dân như thế nào ha, rồi khi mà dân chúng gặp những cái cảnh hoạn nạn khốn khó, dịch bệnh, động đất, sóng thần, người ta phải cứu trợ cho dân chúng như thế nào, chứ không phải lúc nào cũng lấy tiền của người ta, không phải lúc nào cũng lấy thuế của người ta mà không đem cái đó để cho lại khi mà dân chúng nó thiếu thốn, nó cần mình giúp. Rồi phải cấp vốn cho các nhà buôn, tức là những cái người buôn bán, mà buôn bán thì có thể là những người họ làm cái business nhỏ, thì họ đâu có chỉ có đóng thuế rồi tiền ăn qua ngày hay là dư chút đỉnh thôi chứ đâu có nhiều. Cho nên bây giờ trong cái lúc mà khốn khó thì mình phải cung cấp cái vốn ra để mà thúc đẩy cho người ta vay, cho người ta mượn một cách là không có tính tiền lời hay là gì đó, để mà người ta vực dậy cái kinh tế của gia đình, của đời sống trong gia đình của họ. Tại vì nếu mà chúng ta lo cho cái kinh tế của những cái hộ gia đình mà nghèo, không phải nghèo mà tương đối nhỏ như vậy á, ví dụ như là một tiệm nail hay là một tiệm nước, thì cái kinh tế của một cái tiệm đó người ta nuôi hết mười mấy người trong gia đình của họ. Và những cái người họ làm công trong đó, ví dụ như hai ba người, thì hai ba người đó họ cũng có thể nuôi được đời sống của hai ba người nữa trong gia đình của họ nữa. Thế thì chúng ta thấy mà không phải là chỉ có những cái company lớn, mà đa phần á, là nhiều nhất á, là những công ty nhỏ lẻ. Cho nên các vị thấy những cái tư tưởng mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho Đức Vua này á, phải nói là quá là hợp lý. Rồi chúng ta phải cung cấp cái phương tiện, ví dụ như cung cấp hạt giống nè, phân bón nè, giúp thực phẩm nè. Như vậy á, thì đây tức là những cái nguồn cung ứng. Lấy cái nguồn cung ứng đó ở đâu để cho người ta có thể, người ta có vật liệu chứ, người ta muốn bán cái supply thì phải có cái chỗ sản xuất supply chứ, để mà người ta mới đem cái đó người ta bán được, người ta bán sỉ hay là người ta bán lẻ vân vân, thì nói chung là phải có cái chỗ cung cấp. Thì mình phải tạo được cái nguồn cung cấp đó ở đâu, chỗ nào, để cho nó không bị làm giá, để cho khi trường hợp mà nó xảy ra những cái công việc gì đó thì nó lại là không có bị mất đi cái lượng, cái chỗ, cái nơi xuất xứ, để mà họ có thể có cái mà họ tiếp tục buôn bán làm ăn. Tăng lương cho các công chức, vân vân. Chúng ta thấy rất là rõ, nếu mà chúng ta muốn cho người ta làm việc cho mình mà chúng ta không cho người ta cơm ăn, không cho người ta nước uống, thì làm sao người ta đi làm việc cho mình? Trong khi đó mình đi cắt lương của những người mà người ta bảo vệ cho mình an nguy của mình, an nguy của xã hội, thì làm sao mà người ta có thể bảo vệ được cho mình? Cho nên trong cái thời nào cũng vậy á, quan trọng nhất á, là những cái người mà bảo vệ cho cái an nguy của quốc gia, của xã tắc đó, tức là an ninh nội địa hay là an ninh ngoại địa, tức là binh lính, binh chủng ở khắp nơi á, đại khái, thì
những cái người đó phải là những người có những cái tiền lương cũng như là những cái chính sách đối với họ đó nó phải căn bản là tốt đẹp nhất, bởi vì người đó mạnh thì giống như là những cái tế bào ở trong cơ thể của mình nó mạnh á, những cái kháng thể nó mạnh á thì nó mới có thể chống chế những cái bệnh khác, những cái virus khác nó đưa vào trong con người của mình. Thì cái lực của một quốc gia nó mạnh á chính là những cái đối tượng này mạnh. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ, để mà kẻ khác không có thể xâm lấn được. Chính cái chính sách kinh tế này muốn được kết quả tốt á, thì phải có một cái chính sách nhằm khuyến khích giúp đỡ những người tự nguyện có cái khả năng, chứ không thể căn cứ vào sự bắt buộc và đe dọa. Các vị thấy không, những cái lời dạy của Đức Thế Tôn vào cái thuở đó tới bây giờ chúng ta thấy rất là có kết quả. Những cái chính sách kinh tế đó muốn được kết quả tốt á, thì phải có chính sách khuyến khích và giúp đỡ, chứ không phải là bắt buộc người ta. Nếu người ta không làm thì chúng ta trù, chúng ta dập, chúng ta bỏ tù họ, không phải là bắt ép người ta như vậy, mà phải có cái chính sách để cho tự họ người ta làm chủ và giúp cho họ người ta có cái khả năng để họ thăng tiến hơn lên. Cho nên là ở đây á, cái nền kinh tế không phải là nền kinh tế tập trung, tại vì để cho họ làm chủ mà, thì không phải là nền kinh tế bao cấp, nền kinh tế tập trung, mà phải là cái nền kinh tế của tự do. Nền kinh tế không có được được của nhà nước, mà nền kinh tế đó là nền kinh tế của tư nhân, để cho trăm hoa đua nở, để cho người người họ có thể làm việc, họ có thể làm cho cái đời sống của họ nó được tốt đẹp hơn lên. Họ làm bao nhiêu, họ hưởng bao nhiêu, đó là cái khả năng, đó là cái trình độ, đó là cái quyền của họ. Vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật nói xong thì lòng thấy nguôi ngoai và nguyện dành nhiều cái thời giờ hơn để mà tu học cho cái đời sống của mình và chấn chỉnh cái nền kinh tế cho dân chúng được an vui. Thế thì ở nơi đây chúng ta biết rằng cái đời sống của con người ta nó không thể thoát ra khỏi được cái kinh tế. Dẫu là cái kinh tế của cá nhân, hay là cái kinh tế gia đình, hay là cái kinh tế của một quốc gia. Nếu mà ở một cái quốc gia mà nó nghèo khổ đó, như là châu Phi, các quốc gia châu Phi, thì chúng ta thấy rõ ràng là đất nước đó cũng không thể phát triển được một cách giàu mạnh, không có tiếng nói, không có sự ảnh hưởng, và đương nhiên dân chúng nó cũng khốn khổ. Kể cả trình độ, kể cả khoa học kỹ thuật, tư tưởng đều đi theo hết. Cho nên chúng ta đang sống ở trong một quốc gia mà nếu mà chúng ta nói là nó nhất thì không phải, không biết là thế nào mới nhất, nhưng mà có thể nói được là nó rất tốt. Nó tốt hơn những nơi mà chúng ta có thể đếm được. Và một cái quốc gia mà nó lấy cái con người để làm cái trung tâm. Đương nhiên là chúng ta không có phải ca ngợi một cách quá đáng là ở đây không có cái xấu. Chúng ta bất cứ ở chỗ nào ở trên cái cõi ta bà này đều có cái tốt và cái xấu xen kẽ hết. Tuy nhiên cái nào nó nhiều và cái nào nó ít. Và chúng ta đang đi theo cái nào, đang lựa chọn cái nào để nhìn ngắm và tiếp xúc, và thế lực nào đang lợi dụng cái nào để làm cho cái quyền của họ, cái lợi của họ nó được tăng trưởng. Cái điều mà chúng tôi có thể nhìn thấy ở ngay trong cái đời sống mà chúng ta đang sống đây, cái kỷ nguyên chúng ta đang sống đây, và cái thế hệ chúng ta đang sống đây, cái chúng tôi nhìn là như thế này nè quý vị. Chúng tôi nhìn thấy có tất cả con người của chúng ta đang sống trên hành tinh này. Nếu không khéo á,
thì chúng ta sẽ bị một cái hệ tư tưởng máy móc nó đang bủa vây trong khắp mọi ngõ ngách hết. Tại sao chúng tôi gọi là một cái loại tư tưởng máy móc? Một loại tư tưởng máy móc đó là cái gì? Tất cả những nhận thức, những suy tư, những đánh giá, những phán đoán nhận xét của mình theo cái này, theo cái kia đều được lập trình trước hết. Sao gọi là lập trình trước? Ví dụ như những gì chúng ta tra trên Google không có thì chúng ta không biết như thế nào. Những gì mà chúng ta sai, chúng ta hỏi Google nó không chỉ thì chúng ta cũng không biết là đúng hay sai. Cho đến một lúc nào đó chúng ta đi tới một cái trú xứ nào, đi tới một chỗ nào, Google không chỉ map cho mình đi, mình sẽ đi lạc đường. Đơn giản như vậy. Thì ở nơi đây khi mà chúng ta dựa vào trong cái nền khoa học kỹ thuật quá nhiều, và ngày hôm nay á, người ta đang hình thành và đang xác lập lên một cái mà cái này nguy hiểm hơn tất cả những cái lề lối khác của chính trị, của văn hóa, của xã hội. Cái này là cái gì? Đó chính là cái trí tuệ nhân tạo, là cái họ đã lập trình trước. Ví dụ chúng ta hỏi bây giờ mấy giờ thì máy móc đây nó sẽ trả lời cho chúng ta. Chúng ta hỏi nói nó kể cho chúng ta một câu chuyện vui, nó kể cho chúng ta một câu chuyện vui ha. Cho đến một ngày nào đó chúng ta không cần sự tương tác người thân, bạn bè, anh chị, không cần gặp mặt nhau để mà hang out, đi ra ngoài nói chuyện, đi dạo mát, đi công viên, đi thư viện để đọc sách nữa. Cho đến một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn toàn bị máy móc thống trị và con người ta xây dựng ý tưởng của mình dựa trên máy móc. Cái gì không có trên máy móc, cái gì không có trên các mạng điện toán toàn cầu thì chúng ta nghĩ là cái đó nó không có. Và con người ta xây dựng như vậy, củng cố như vậy và hình thành một cái lối tư duy như vậy, nhận thức như vậy. Cái này rất ư là nguy hiểm. Lúc đó con người ta sẽ bỏ đi cái đời sống tâm linh, là một trong những cái đời sống quan trọng nhất và thiết yếu nhất trong mọi cái xã hội, để con người ta làm lành lánh dữ. Cho nên xin thưa quý vị là hãy cẩn thận cái này. Và nó đang trên cái bước, cái tiến độ để hình thành. Cái gì bây giờ chúng ta cũng thấy technology nó đi trước hết. Kinh tế phát triển cũng dựa vào technology. Y khoa phát triển cũng dựa vào technology. Thiên văn học phát triển cũng dựa vào technology. Chiến tranh trở thành thống trị thế giới cũng dựa vào technology. Các vị thấy nguy hiểm không? Cho đến một ngày nào đó con người ta lái xe bay chỗ nọ chỗ kia cũng technology hết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy á, kinh tế đó thì nó phục hồi chậm hơn, nhưng technology á, là nó phục hồi nhanh hơn. Và nó dẫn đường cho tất cả những cái sự đi theo của cái phục hồi trở lại của cái nền kinh tế sau cái đại dịch. Cho nên các vị nào mà biết về thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy được là tất cả những cái chứng khoán nào thuộc về technology nó phục hồi rất nhanh và nó trở thành thống lĩnh của những cái khác. Và dường như nó biệt lập ra khỏi những cái khổ đau của những người khác luôn, của những ngành nghề khác luôn. Các vị thấy dễ sợ không? Và cái technology bây giờ chúng tôi đang tương tác cho quý vị đây là nhờ technology đó. Thế thì cái technology này nó vượt qua những cái sự ngăn cách, ngăn cách không ảnh hưởng gì tới nó hết. Cho đến một lúc nào đó cái technology này nó sẽ phá vỡ đi hết tất cả những cái mà xưa nay truyền thống, vợ chồng không cần gần nhau vẫn có con bình thường, technology.
Vị ha. Cho nên là đây là cái điều mà chúng tôi có thể nói là sợ nhất là cái khía cạnh này. Khi trái tim của con người ta được thay bằng cái bo mạch, khi cái đầu óc của con người ta đây á, cái bộ não này được thay bằng cái bo mạch điện tử, thì tình cảm sao đây? Nhá. Và lúc bấy giờ nghiệp lành, nghiệp dữ của chúng ta đó, làm sao chúng ta có thể biết sợ cái nghiệp báo, biết biết thấy được cái nhân quả trong đời sống này là gì? Và có phải chăng là kẻ nào thống trị technology, kẻ đó thống trị nhân loại không? Control, làm sao chúng ta có cái năng lực bằng người máy được? Người máy nó mạnh hơn ta nhiều. Cánh tay này làm sao dỡ lên 200 pound, 300 pound được? Nhưng mà người máy cỡ như mình thì nó có thể dỡ lên một tay, nó có thể làm được. Tại nó là máy. Cho nên cái khả năng đó là cái viễn cảnh của tương lai. Mà bây giờ đây á, thiên hạ đổ dồn vô cái gì thuộc về technology, 5G hoặc là internet, tốc độ cao vân vân, tất cả là hỗ trợ cho một cái big data sẽ coming soon trong cái thời gian cái kỷ nguyên tiếp theo. Và Hoa Kỳ nhìn trước và thấy trước được như thế, cho nên hình thành nên một cái đội binh là đội binh vũ trụ. Chưa có quốc gia nào hình thành nên cái vệ binh này. Và chúng ta đã có một cái binh chủng là binh chủng của vũ trụ đó. Thế thì đây là cái điều mà viễn cảnh nó đã xảy ra ngay trong cái đời sống hiện hữu của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta thấy được rằng chúng ta rất cần những trái tim bằng xương bằng thịt, với những cái sự cảm thọ về sắc thanh hương vị xúc pháp, với mắt tai mũi lưỡi thân ý sinh ra những cái sự nhận thức của mình đây. Và mình hãy làm chủ những tư tưởng nhận thức của mình bằng chính tự thân của mình. Đó là cái khía cạnh quan trọng. Cho nên làm chủ chính ta, quán tưởng và tiếp nhận những cái cảm xúc của mình vào ra như thế nào. Khi nó khởi lên, biết nó khởi lên. Khi nó không khởi lên, biết nó không khởi lên. Đó là cái cách mà để cho chúng ta có thể vượt qua nhiều hơn những cái khổ đau ngay hiện tại này và xây dựng cái hạt giống tốt đẹp cho mai sau. Thì đó là cái buổi giảng của ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị, và cầu chúc cho tất cả đại chúng tinh tấn tu tập theo giáo pháp của Đức Như Lai, và hãy cố gắng trong cái thời gian chúng ta còn có thể có ở với cuộc đời này mà huấn luyện tâm của mình cho nó được tốt đẹp, sống trong đời làm lành và lánh dữ. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã nghe thời pháp thoại tối nay. Mời quý vị chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.